Rung chuông vàng. Đưa hai tay lên con làm lại nha. Okay, this one we know. What does the rice plant need to live? Alright? The rice plant, what does it need to live? A. Water, air, minerals. B. Light. C. Both. All of them. A and B. Okay, one more time. A. Water, air, minerals. B. Rồi, thầy đang thấy cả A, B đều đúng thì con phải chọn câu C chứ sao con đưa cả A, B. Rồi, giữ nguyên nha. Rồi, em xin phép mời các cô chuẩn bị mời các bé ra nha. Rồi, đáp án đúng là câu C. Xin chúc mừng các con chọn câu C sẽ dơ lại thật cao lên. Rồi, xin mời các bạn mà không chọn C thì thấy có ai đổi. Number 5. Which of the following fruit has a sour taste? Sour. A. White. B. Watermelon. C. Banana. Which one has a sour taste? A. White. B. Watermelon. C. Banana. A. Fairy. B. Mermaid. C. Queen. Alright. A beautiful girl. Her legs are fish tail. Who is she? Fairy. B. Mermaid. C. Queen. Thầy thấy một bạn chọn đáp án A, một bạn còn lại chọn đáp án B và một bạn. Rồi, đáp án chính xác là đáp án. Đáp án gì đây? B. Đèn tiên cá. Vỗ tay cho tất cả các bạn đã chính xác và giúp. What part of your body is used to hear? A. Eye. B. Ear. C. Nose. Okay, what do we hear with? A. I. B. Ear. C. No. Cả đều chọn đáp án B và đó là đáp án chính xác. Vỗ tay. A man whose job is to control a boat is called A. Master chef. B. Boat captain. C. Police. Alright, a man whose job is to control a ball. A. Master chef. B. Ball. C. Police. Giờ hết giờ. Tất cả đều chọn đáp án B. Và đáp án chính xác là đáp án B. Chúc mừng tất cả các con. Chúng ta sẽ cùng vượt qua câu hỏi số 12.